Chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất của mình trong ngày hôm nay. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 1 2020, thì đầu tiên mình chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Thì hôm nay mình có dịp qua chùa Chào Bích, thì hôm nay chùa Chào Bích tổ chức lễ dân bông bạc để góp phần kinh phí xây dựng một số hạng mục trong công trình. Thì mời các bạn xem video nha. Ngày con đón hỏi bồ cô
Thank you.